Xin mời bạn nữ. Rồi, chào quý khán giả. Chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Rồi chào em giới thiệu đi em. Em là Nguyễn Văn Thọ. Em quê em ở Hà Tĩnh. Em đang sống và làm việc ở Đồng Nai. Làm nghề gì? Dạ em giáo viên ơi. Em giáo viên hả? Tổng cấp cách mấy? Một. Giáo viên cấp mấy? Dạ cấp 1 chị ơi. Em dạy môn gì? Dạ em dạy âm nhạc với lại làm tổng phụ trách ạ. Để bên đây giới thiệu đã rồi làm bài tặng bên đây nha. Dạ được chị ơi. Rồi mời bạn gái giới thiệu đã. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Cường Linh, chào bạn trai bên kia và cùng chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Nhi, quê em là ở Huế và em đang sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Công việc em hiện tại là gì? Dạ và để nói về công việc hiện tại của em thì em sẽ có một bài thơ ạ. Hay quá. Rồi mời em. Dạ. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày hai buổi sớm hôm đến trường dạy trẻ nhỏ đọc rồi lại viết. Nghề của em rất đổi bình thường. Em chỉ là giáo viên tiểu học. Thôi tới đó là người ta cũng hiểu em là làm gì rồi đúng không? Dạ. Em chỉ là giáo viên tiểu học. Rồi. Rồi ở bên, bên kia đó có bài thơ nha. Hát bên liền. Liên quan tới nghề nghiệp luôn, làm bài luôn anh. Em dạy tiểu học nên là em hát bài chú ếch con. Hả? Chú ếch con. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Bao nhiêu chú trẻ non cùng bao cô cá rô ròn. Từng tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn. Này, cặp này lấy nhau về đâu có sợ buồn đâu. Có thổi sáo gì thơ không? Bên làm gọi bài đi. Dạ. Hả? Sáo nữa hả? Có luôn ta nghề nghiệp ta. Thầy hay quá. Là đội viên bài hát thì Quang Lê. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của hai bạn đi, bạn gái. Dạ điểm mạnh của em thì em là một người vui vẻ, hòa đồng, hay nói hay cười, biết nấu ăn cũng biết lo cho gia đình ạ. Còn về điểm yếu của em thì con người của em nó đôi khi nó sống theo tình cảm quá chị, nuông chiều cảm xúc bản thân. Nếu như mà làm việc có kế hoạch thì sẽ làm việc theo kế hoạch, nhưng mà giống như mà không chưa có kế hoạch đặt ra làm thích làm thì làm vậy đó, làm theo tùy hứng ha. Dạ đúng rồi. Cảm xúc vậy cũng tốt, đâu có gì đâu điểm yếu, đâu có gì đâu điểm xấu đâu. Anh nói đi. Dạ. Ở đây mình điểm mạnh yếu thế nào? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, quét nhà, rửa bát với giặt đồ, ủi đồ là sở trường của em. Nói chung là những cái việc thì đến tay là làm được cả, trừ việc tán gái là tán gái được. Cho nên yếu chứ. Điểm yếu nhất là vụ đó đó hả? Dạ điểm yếu nhất thì ví dụ như gặp những người mà phụ nữ mà mình thích hoặc là xinh chẳng hạn thì em khá là mất bình tĩnh. Dạ, nên mà cũng không biết nói gì luôn. Cho nên là ế nhỉ. À, dạ. Trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình thì nếu mà chính thức thì chưa có. Nhưng mà nó loằng ngoằng cũng nhiều lắm. Tại vì em mới tìm hiểu được ít hôm người ta bo xì em luôn rồi. Là chưa có mối, cái mối tình gọi là mối tình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bên kia làm sao? Cái tình trường của mình là cô giáo như thế nào rồi? Em thì chưa có mối tình nào cả. Hả? À, xứng đôi vừa lứa quá vậy. Em chỉ có yêu đơn phương thôi chị. Rồi bây giờ em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em tả cái hình dáng coi, tưởng tượng ra sao, có giống anh bên đây không? Mỗi người đàn ông lý tưởng của em là em không có quan trọng ngoại hình, mà chủ yếu là tính cách. Thì em mong cái người đàn ông đó thì chín chắn, biết bao dung, kiên nhẫn, có khiếu hài hước một xíu. Bởi vì tính em thì nó hay vui mà cũng hay buồn lắm chị. Thấy anh đó nãy giờ là hài hước rồi. Dạ. Thôi em gặp bảo đảm cười liền. Đúng không? Yên tâm. Có em điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích người bạn trai quá gia trưởng. Em hy vọng là nếu như hai người thì cần phải tôn trọng nhau. Rồi không có nhồi nhặt nhiều. Dạ, em thấy nghề tổng phụ trách đội hay đi giao du lắm chị. Thì hỏi anh có đi giao du có nhậu nhiều không kìa? Em thì cũng đi nhiều nhưng mà em không biết nhậu ạ. Mẫu người bạn gái em tìm kiếm là như thế nào? Dạ một người bạn gái lý tưởng của em là một người mập mạp uốn mĩm, chiều cao thì không hạn chế, dạ, bao nhiêu cũng được cả. Rồi được rồi, để dạ, qua được. Coi coi bên kia coi đúng ý em không nha. Ồ, chào em gái. Chào anh. Dễ thương. Em cảm nhận anh trai bên kia như là người như thế nào? Thử tưởng tượng anh ấy. Bây giờ em rung quá, em chưa biết sao hết. Chưa biết sao hả? Dạ.
Em chưa có tưởng tượng được là người như thế nào. Dễ thương lắm. Em có chịu làm dâu không? Dạ cũng được anh. Cũng được, nếu làm dâu cũng được ha. Dạ nhưng mà ở xa. Ở xa hả? Ý là tại do nhà em ở Huế anh, thì em cũng muốn là Tết nhất thì cũng về Huế, cho nên hỏi nhà anh ở xa gần. Em hỏi thử coi anh ở đâu. Ủa anh ở trong này mà anh, nhà anh ở vẫn ở ngoài Hà Tĩnh hả anh? À đúng rồi, nhà em đang ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh Huế cũng gần mà. À, vậy thôi thì em nghỉ hè thì em sẽ ra Hà Tĩnh, còn Tết thì em sẽ về Huế. Về Huế. Dạ. Quan trọng là thỏa thuận với nhau thôi. Dạ. À rồi thôi được rồi. Dạ. À, anh Quan coi mắt đàn gái thôi ha. Dạ. À, đàn gái cũng được đó, hơi bụng mỉm đó em. Dạ. Đúng ý em luôn rồi đó. Dạ. Dạ chào chị. Trời ơi. Dễ thương mà. Đứng lên coi chúng ta chúng tôi là có khỏe mạnh không? Dạ có cần phải xoay tròn không? Quay. À. Dạ. Mà có khỏe mạnh không? Dạ. Đất được nhiêu cái? Dạ chắc cũng được 40 cá. Bây giờ tích 20 thử thôi. Dạ. Hít sâu quá ha. Chất lượng quá ha. Này người ta gọi là nhỏ nhỏ mà có vỏ. Rồi, rồi. Xuống mãi chị cái. Thôi. Thôi được rồi. Xuống mãi lên 21 ha. Nhịp tim ổn định không? Dạ ổn định. Khỏe ha. Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Phải phải bỏ rác đúng cái quy định. Rác á, rác á. Bỏ rác đúng rồi. Bỏ rác. À, và phải 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 phân loại ra. Tức là cái rác nào phân hủy được thì mình bỏ vào riêng, cái nào mà ví dụ ly chén vỡ gì đó mình bỏ riêng ra, đừng bỏ chung. À. Cái này đúng. Ôi, mấy người ai đi coi mắt vợ mà có cái vụ mà bỏ ra. Ôi, anh, cái này nó lớn lên tính cách của một con người anh Quyền Ly rồi. Chưa chắc nữa. Phải 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 cẩn thận. Không, cái đó là đúng. Nhưng mà đi gặp người yêu đi coi mắt vợ mà nó em cái nào nó lớn ra. Quy định xong. Cái nào nó lớn sao? Lớn lắm á, ảnh hưởng đến môi trường lớn lắm á. Cái gì vậy? Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với thầy hiệu trưởng với mấy đồng nghiệp ạ. À có thầy hiệu trưởng. Dạ. Rồi cho ý kiến thầy hiệu trưởng đi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nguyệt Cát Tường. Dạ. Xin chào nhà gái và tất cả mọi người trong trường quay. Mình là hiệu trưởng của Nguyễn Văn Thọ. Thì đến với chương trình này thì mình thấy hai bạn về cái công việc cũng như là về cái quê quán á, thì hai bạn rất là thuận lợi. Còn về cái riêng bằng Thọ thì mình nói là bên đối phương của em á, thì những cái tiêu chí mà em đặt ra là tương đối là đạt rồi đó. Thì qua cái chương trình này thì mình thấy hai bạn cũng có cái duyên để gặp nhau rồi. Thì còn lại là mình mong rằng hai bạn sẽ càng ngày gần nhau hơn. Xin hết. Dạ cảm ơn thầy. Rồi bạn gái mình đi với ai em? Dạ em đi với chị gái em, với thêm em gái, cháu gái, thêm bạn bè. Ồ, chị ruột hả em? Dạ. Rồi cho chị gặp chị của em nha. Em xin chào Quyền Linh. Em xin chào chị Cát Tường và em xin chào quý khán giả. Em là chị của Ý Nhi. Theo em nhận xét thì anh chàng bên này thì cũng hiền lành, thật thà, hơi hề hề. Thì cái chuyện em Nhi thì nó rất là hiền, cho nên nó chưa có bằng trai. Thì chuyện tình cảm của em và thêm duyên phận của em thì tùy em. Chị cũng chỉ biết là nhận xét anh chàng như vậy thôi. Còn vấn đề còn lại thì em lựa đi nha. Rồi em gái của em gái có ý kiến gì không em? Em ruột luôn hả? Dạ, dạ cháu. Em gái. À cháu. Dạ, dạ con chào cô Cát Tường, con chào chú Quyền Linh và con chào chú và con chào quý vị khán giả. Dạ con là cháu gái của dì con, thì dì con rất là giỏi những cái công việc nữ công gia chánh. Rất là giỏi nấu ăn, vì con còn được cái vui tính nữa, nói gì cũng cười hết. Ở chú đây thì con không dám nói nhiều, con chỉ thấy chú cũng thật thà. Nếu như mà hai người nhìn nhau mà thấy hợp thì tiến với tới với nhau, còn lại thì là do tính cách và duyên số của hai người thôi. Vậy con cảm ơn ạ. Thôi, đó cũng là ý kiến để mình tham khảo thôi ha. Còn cái chính vẫn là quyết định của mình. Kéo màn lên. Cái gặp gỡ ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Bắt đầu. Rồi cảm ơn anh ạ. Rồi em cũng cảm ơn quà tặng cho anh ạ. Ờ à, rồi cảm ơn. Có vẻ hợp nhau ha. Rồi hai bạn có thể ngồi đi. Dạ. Lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận các bạn như thế nào? Nhìn thẳng vào nhau ấn tượng về nhau như thế nào? Em làm việc ở Biên Hòa được lâu chưa? Dạ em làm được 4 năm rồi. À cũng lâu rồi ha. Dạ. Nói chung là gặp đối diện với người anh gái thì em nhát lắm. Thì nhát. Trong đầu em nó trống rỗng không có gì cả. Thì bây giờ có anh đứng đây nè. Em thấy cô này sao mình nghĩ sao nói vậy, không cần màu mè gì hết. Dạ. Cô ấy như thế nào đối với em? Em thấy
Thì nãy giờ cô nói như chia sẻ về bản thân cô thì em thấy cũng cũng thật thà, hiền lành. Đúng rồi. Cũng gọi là một phụ nữ của người truyền thống. Đúng rồi đó. Em muốn lấy vợ chưa? Dạ, mục đích của em tới đây là phải lấy vợ gấp ạ. Em phải thể hiện con gái này cô biết chứ. Có chút gì đó hợp với những cái suy nghĩ của em không? Dạ có, hợp nhiều lắm ạ. Hợp về gì? Dạ về tính cách, về ngoại hình, dạ, về nghề nghiệp. Dạ. Em thấy cô cười xinh không? Dạ cũng dễ thương ạ. Bây giờ tim em như thế nào? Con tim thế nào? Thì nãy nó loạn lên em mới không nhớ cái gì đó. Em có hỏi gì vậy? Anh hỏi đi. Em thấy là lúc nãy anh nói mấy cái vụ mà phân loại rác anh, em thấy có vẻ hơi nguyên tắc. Không có gì cả, em cứ bình thường thôi. Thì em như là không phải là rác nào mình cũng cho vào một chỗ. Cái bịch ni lông nó khác, mà cái thức ăn dư nó khác, mà cái vỏ trái cây nó khác. Mình mà cũng không vào. Ý em nói là bịch ni lông qua một chỗ với lại cái thức ăn nữa hả? Với lại cái biết rồi, mấy vụ nó biết rồi. Dạ. Trời ơi. Bây giờ thí dụ giờ em yêu một người cô gái này. Dạ. Em yêu tha thiết luôn. Dạ. Cô về cô thấy rác, cô lụm hết, cô bỏ vô một chỗ hết. Không, cái đó từ từ em nhắc nhiều sau không sao cả. Nhắc sao? Ý là em nên là phân loại nó ra. Nhưng mà em hay đãng trí lắm. Em có khi em bỏ em thấy lượm rác được là được rồi. Chứ còn giờ bắt đầu phân ra. Ủa, phân ra để làm gì? Thì tất nhiên là phải có mục đích của nó. Tại vì cái rác mà hữu cơ nó khác, còn rác vô cơ nó khác. Bữa nay hẹn hò chuyện rác đẹp quá bệnh. Mà anh có dự định tương lai sao? Thí dụ mình quen nhau mà kế hoạch rồi, kết hôn sao? Giống như anh là anh tính gặp quen nhau rồi khoảng bao nhiêu lâu cưới? Thì tùy em thôi, mai về cưới cũng được. Em thì em... Anh cưới vừa gấp mà. Em thì tính em nó vẫn còn lâu lắm. Em tính chắc cả khoảng 1-2 năm nữa. Cũng không sao. Nếu mà tin tưởng nhau thì không sao cả. Em muốn ảnh như thế nào nói luôn đi. Em nghĩ chắc anh là giáo viên thì chắc anh cũng hợp với mấy tiêu chí của em ra rồi. Dạ. Có mỗi cái... Em thấy nguyên tắc của em thì... Như vài bữa sống làm sao? Không sao cả. Em phải nguyên tắc nhưng mà nó không cứng nhắc. Cái đó mình chỉnh từ từ được mà, không sao cả. Nói chung em bỏ ra. Dạ, ý anh nói là vài bữa em về giống như em về với anh là em phải giống như anh hả? Không cần giống. Thì em cứ làm từ từ vậy thôi. Ví dụ như là cái ly hay cái chén vỡ thì một được tháng, hả? Hai tháng rồi. Cho em cơ hội cuối cùng. Dạ. Nhìn thẳng vào cô gái ấy. Yeah. Nói một câu gì đó thiệt là tình cảm để chốt lại, để cô quyết định. 30 giây cho em, cơ hội cuối cùng. Đừng có rác nữa nha. Thì nói chung thì anh cũng là một người rất là nhát gái, cho nên là gặp em lần đầu thì cũng anh rất là ấn tượng rồi về các cái tiêu chí của anh rồi. Cho nên là em cũng, mình cũng cho nhau cơ hội thì mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình đến với nhau. Dạ. Yeah. Rồi thôi, mọi thứ rồi. Sẽ quyết định sau cái quyết định bấm nút của mình nha. Khi chúng ta quyết định bấm nút có nghĩa là rất rất nhiều người ở đây đang theo dõi mình. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu, trao cái duyên cho nhau, cái tình yêu để mà tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy cho nhau cơ hội. Bởi vì anh ấy rất là chân thành. Vấn đề chỗ là anh ấy hơi nhát và hơi nguyên tắc, cũng hơi một chút khô khan. Nhưng mà anh nghĩ rằng với bản lĩnh của em rất thông minh, em sẽ lèo lái được anh ấy. Và chắc chắn anh ấy sẽ trở thành người chồng rất tốt. Dạ. Ha? Rồi, anh nắm tay đi, nắm tay. Xin, xin chị, xin chị. Anh cầm giùm em. Đó. Nó phải vậy đó. Đưa micro lên không lắng gì. Cứ nói bình thường không có mở. Đưa lên nói thôi, không cần mở gì anh ơi. Không có nút mở đâu. Hello. Thì trước hết thì cũng xin gửi lời chào đến chương trình. Thì mình cũng xin tự giới thiệu là tên đầy đủ là Cao Văn Tốt. Đó thì sinh năm 89, hiện tại là 33 tuổi. Thì quê quán là ở Tiên Phước, Bình Định. Thì nghề nghiệp là hướng dẫn viên du lịch. Thì mình đến đây thì cũng mong muốn là cái tìm cái chương trình hẹn hò của chương trình mình.
thì mình bắt xe như chương trình biết là từ quê lên đây đó, thì là cũng mong muốn là cái chương trình tạo điều kiện giới thiệu cái chương trình của họ thành công. Rồi cái công việc hiện tại của anh là gì ha? Thì công việc hiện tại của anh là hướng dẫn viên du lịch. Đấy thì đây là một công việc thì nói chung là cũng rất là vất vả. Là hiện tại anh làm cho công ty nào? Hay là vâng thì mình đi tự do. À đi tự do mà. Là thường ví dụ có khách bút này kia đi ở đâu thì anh sẽ dẫn khách đi. Là gần đây nhất là anh đi tour nào? Thì gần đây nhất là mình đi tour phía Bắc. Và phía Bắc với là phía Nam luôn, mà tour sinh viên luôn. Vâng. Rồi anh làm như vậy thì cái thu nhập của mình nó có ổn định không anh? Nói chung thì mùa cao điểm thì là ổn định. Mùa này có phải gọi là mùa cao điểm không? Mùa này lễ thì mùa cao điểm. Vâng. Là lễ này anh có dẫn đi tour nào nữa không? Lễ này thì nói chung có nhiều công ty gọi mình thì tuy nhiên thì mình không nhận, chưa nhận. Nếu như anh làm freelance bên ngoài, ví dụ có công ty nào thì sẽ gọi anh để anh đi đúng không? Vâng. Thường như vậy thì cái thu nhập trung bình của anh thì sẽ như thế nào? Thì thu nhập của mình thì nói chung là mình đi lâu năm mười mấy năm thì là cũng nói chung là thu nhập cũng khá ổn định. Là tầm khoảng bao nhiêu anh? Thì một ngày thì là từ 500 đến 1 triệu. Tuy nhiên là khoảng đi khoảng một tháng thì nếu mà đi nhiều thì có thể mười mấy triệu còn có. Tầm khoảng trên 10 triệu đúng không? Vâng, và bây giờ là điểm. Dạ rồi. Ông trong đây là thấy là anh là đã ly hôn nè, thì anh đang chia sẻ về cái mối tình này đi, cái cuộc hôn nhân này đi. Vâng, thì nói chung thì mối tình mình lập gia đình ở có vợ ở Đà Nẵng á, thì là năm cưới năm 2013 đến năm 2019 thì là ly dị. Thế thì có một đứa con thì là con gái thì nói chung là cũng đang ở với mẹ. Đấy thì là hiện tại thì nói chung là vợ thì cũng đã có chồng mới. Đấy, cũng sống hạnh phúc. Dạ rồi, bây giờ đứa con gái của anh bao nhiêu tuổi nè? Đứa con gái của anh thì là 4 tuổi. Con gái 4 tuổi rồi. Vậy thì là coi như là ở với nhau là khoảng 6 năm. Thì trong 6 năm lý do vì sao mà lại ly hôn anh? Vâng thì nói chung thì chắc không quan tâm. Không quan tâm hả? Có nghĩa là anh không có quan tâm vợ hả? Hay là sao? Thì nói chắc là như vậy. Và là hồi đó là cũng đi tour, đi du lịch này kia nhiều, ít quan tâm vợ. Coi như là mình cũng nhận ra được cái điểm sai của mình là không quan tâm đúng không? Thì bây giờ là sau cái cuộc hôn nhân này rồi thì anh đã có rút ra được cái kinh nghiệm gì cho mình? Hoặc là anh đã có tìm hiểu chưa? Thì hiện tại thì chưa tìm hiểu ai. Thì nói chung thì mặc dù ly hôn nhưng mà cũng không có nói chung là cũng không có sức mạnh. Thì vợ cũ anh đi lấy bạn mới thì cũng bộ đội cũng sống rất hạnh phúc. Thì cái sau cuộc hôn nhân này thì có cái kinh nghiệm là mình sẽ vững vàng hơn. Mình rồi 3 năm rồi là anh có tìm hiểu ai khác không? Thường là do du lịch là đi nhiều lắm rồi tiếp xúc với nhiều cô nhiều lắm nè. Vâng thì cũng không có tìm hiểu, chưa tìm hiểu ai. Rồi, nhưng bình thường là anh làm du lịch là anh hay nói đều đều chẳng chẳng vậy, hay là mình dẫn du lịch là phải nói nhanh đồ này kia lên lên? Cũng hơi rung, tuy nhiên thì cũng dẫn khách nhiều cho nên là bên đây thì cũng chưa tìm hiểu ai hết. Rồi anh chia sẻ một xíu nghe về bản thân anh đi, những gọi là những cái điểm mạnh điểm yếu gì đó để dựa trên những cái điểm mạnh này em đi đưa được với các cô gái. Vâng, cái điểm mạnh của anh thì nói chung là cũng giảm khách đi như vậy đấy thì là cũng đi nhiều á, đi nhiều thì là cho nên là cũng giảm khách rồi là cũng tự tin giao tiếp, đó là cái điểm mạnh của anh.
rồi còn cái hay là tham gia một số các cái công việc như là các cái văn nghệ thể thao đấy cũng là rất là để phục vụ cho cái công việc của mình đấy. Là anh đang hồi hộp, anh đang run mỗi chiếc máy quay hay là sao? Tại vì em nghe anh nói giống như là anh cứ rề kéo liên câu câu ra ta người ta lắng nghe, ta chờ anh nói cái gì xong người ta ngủ mất tiêu. Lên sân khấu như vậy khán giả hồi dưới người ta ngủ hết. Cho nên là em không biết là anh đang run như thế nào nha. Nói từ nào nhất khoát từ đó giùm em. Tại người lên sân khấu thời lượng đài nó đâu có cho phép đâu mà mình ngồi mà nói bây giờ là anh sẽ mong thì nghe nó cảm giác nó sẽ bị trì cái nhịp của sân khấu của mình xuống ha. Thì anh cố gắng tự tin giùm em nha. Rồi bây giờ chắc để tự tin là làm bài văn nghệ đi. Văn nghệ bài gì, bài đồ, bài tủ của anh á, làm bài luôn đi anh. Vâng, thì mình cũng hát một bài đó là cũng bài ruộng của mình hay hát trên xe khách. Cái bài mang tên là Vó Ngựa Trên Đồi Tà Non. Thì bài này mình hát giữa bài, giữa bài thôi. Rồi ok, bài này cũng được, nhưng mà bài này thì là khi mà lên đài thì không có được phát sóng bài này. Bài này ở ngoài là mình có thể hát rồi này kia được, giao lưu vui được. Nhưng bài này thì nó nằm trong cái danh sách đen, không có được phát sóng. Rồi chuyển bài khác cho em, cái bài gì tình yêu rồi có không? Vâng, thì để nhớ là để nhớ cái bài gì bài về chiếc áo và ga được không? Dạ được, rồi hát thử bạn luôn nha. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm thăm thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh non lá đồi nghiêng tóc dài con ngước đồ Hầu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Vâng, đó thì mình sẽ hát một đoạn như vậy. Dạ rồi, hát để cho nó tự tin hơn chứ gì. Trên mình là dân du lịch, mình lên đó phải hoạt náo viên cả sân khấu tưng bừng rồi lên nha em. Vâng, vâng. Ví dụ như có những cái trò gì mà hay mình đi mình hoạt náo mọi người thì khi đó lên đó sử dụng những cái trò đó luôn để kéo mọi người, kể cả MC cô gái bên kia cùng chơi giao lưu chứ mới mình cái trò chơi đó luôn nha. Ý em cho nó thoải mái thì đi trên sân khấu chứ mình đừng có trầm buồn quá nha. Rồi trong đây là thể thao, là thường là anh sẽ chơi tốt môn môn gì? Thể thao thì mình cũng thường là chơi môn, thứ nhất là môn cầu lông, hai là đá banh, rồi là thể thao nhảy ba bố đó thì mình cũng sở thích của mình. Sở thích chạy ba bố hả? Vâng. Nhảy chuyên nghiệp không? Nhảy cỡ nào? Nói chung thì nhảy thì thường nhảy với đồng khách thì mình cũng đại diện như thế là cũng có thể là cũng thường là thắng. Được á, cái tài là ba bố có ba bố sẵn nhà không? Không, ba bố thì có sẵn. Mình đi mua thì có các cái dụng cụ đa đủ hết. Đấy, em muốn sẽ có những cái trò nó giao lưu, nó vận động này kia một tí ở trên sân khấu. Đó ha. Rồi, đợi tại vì mình là dân du lịch là nhiều trò lắm. Nhiều trò để mà ngồi ra đi là mình nói chung là mình có thể là đánh trống này. Đánh trống đó hả? Đánh trống gì vậy? Đánh trống nói chung là đánh trống thường là trống nhạc, đánh trống nhạc tự do. Có bộ trống là lên anh gõ được đúng không? Vâng. Trống nhạc, trống chen gì này kia đúng không? Rồi nếu mà sắp xếp được trang bộ trống lên có thể thể hiện được cái bộ trống đó luôn đúng không? Đánh được đúng không? Vâng, đánh được thì tự nhiên thì mình cỡ coi chứ còn hay là tổ chức một số các trò chơi như là trò chơi bãi biển trên núi Dinh như là viết biển hoặc là trò chơi băng bóng vân vân. Rồi ok anh, thì cái đó thì mình sẽ trao đổi kỹ hơn để chuẩn bị những cái nội dung nó hay ho, nó hấp dẫn trên sân khấu ha. Hoặc là có những cái trò làm sao mà để tương tác cặp đôi nam nữ kiểu vậy á, phải không? Ăn chung miếng bánh hay là cái gì gì đó thì mình nghĩ thêm.
Rồi bây giờ là anh, đó là những cái điểm mạnh của mình rồi. Thì bây giờ là anh có những cái điểm yếu hoặc là những cái tật xấu gì không nè? Thì cái điểm yếu của mình thì nói chung là cũng nói chung là cũng không quá, bởi vì là mình đi tour thì mình thở hiểu hết. Đấy, khi mà bắt được công việc thì mình thở hiểu hết. Ý là điểm yếu ở đây là có tật xấu, có hút thuốc, nhậu nhẹt, có nóng tính, có hay ghen hay là gì không á? Thì không có, mình không có. Không có luôn, trời ơi, hoàn hảo 100% vậy đó hả? Thì nhậu thì mình nói chung là tiếp khách thì nhậu thì mình nhậu nói chung cũng vài lon mà đi như thế. Thì nhậu thì cũng nhậu thì ít thì có. Và anh ở Bình Định mà anh biết võ không? Võ Bình Định thì mình không biết. Không biết hả? Vâng. Tưởng đâu Bình Định biết võ Bình Định. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm kiếm một cô gái như thế nào về ngoại hình trước? Thì mình cũng mong muốn là thứ nhất là về ngoại hình thì nói chung là xinh, trẻ. Xinh, trẻ. Dạ. Vâng, rồi là có thể thì là nhà có điều kiện một chút, hoặc là ở Sài Gòn thì càng tốt. Nhà có điều kiện là như thế nào anh cụ thể thì em cái nhà có điều kiện đấy. Nhà có điều kiện ở đây thì nói chung là có thể con bố làm to hả? Không, nói chung là nhà cái điều kiện ở đây thì nói chung là mình là thoải mái là được. Vâng, thì là có yêu cầu ta có nhà Sài Gòn này kia các thứ không? Tại vì thường là những cái yêu cầu mà nhà có điều kiện là nhà gái người ta đưa ra. Vâng. Nhà gái nhiều lắm, nên yêu cầu là bạn trai phải có điều kiện làm tháng thu nhập 100 triệu trở lên, có nhà Sài Gòn đó. Vâng. Có ô tô, nhà mà gì, nhà lầu gì 4 tầng.